Tây. Đi vô đây hả? Nhanh lên con. In rồi mà. À. Bây giờ anh bon má sợ, mình đi vô thẳng người ta anh cho mình. Con. Mà lên mình kéo không được. Ai nhà đâu coi lại nó bị bẻ cái này ra rồi. Nó bị hư chút xíu. À. Cái vé này là có một tặng một. Đi đâu nữa? Gửi luôn hả? À. Khỏi sắp rồi mà. Cũng... Bé nghe hoài. Dạ. Sân bay COVID. Đi ngày nào con? Đi. Đứng khiêng cho. Khiêng hả? Kéo hai bên. Hai cái. Ti mạnh khỏe. Kéo hai vali luôn. Tập gym mà trời ơi. Đi tập gym mà. Tập gym. Giờ tập đi đó. Cầm hai cái đó. Đi nhanh đi. Đi nhanh đi. Em để ba lô mẹ lên đây. Ba lô hả? Không, đeo cái này không sao. Nó nhẹ. Quay hoài nó không cho thôi. Không hay nữa. Sân bay nè, sân bay mùa COVID mà. Scan cái boarding pass. Lấy cái giày của mẹ ra đi, lấy cái giày của mẹ ra. Lấy cái giày của mẹ đi. Để trên vali sang ghê. Dì bé. Giày để lên trên vali luôn. Rồi. Cầm đại đi. Cột giày xong chưa? Có chừng lát cát nó bẻ đó con. Reagan International. Đi từ nhà của Cam Linh tới sân bay này là 36 phút. Mình bay từ sân bay Reagan DCA. Mình bay tới sân bay Los Angeles. Ủa, mình đi tới sân bay Los Angeles phải không Ti? Sân bay đông ghê chưa? Đông quá Ti. Ngồi đợi mấy phút nữa. Đợi mấy phút lên máy bay vậy con? Mình đi cái cổng số 18 hả? Đi.
Đói bụng quá. Ngồi mình ăn đi Ti. Đói quá rồi. Kiếm chỗ ngồi. Đói quá, trong khi chờ lên máy bay mình đem theo đồ ăn nè bạn. Cái này là bánh mì chiên tôm ngày hôm qua chị hội trưởng cho mình. Bữa nay mình đem đi lên máy bay mình ăn. Cái này là xíu mại khô. Cái này là bánh mì. Bánh mì bạn Tây cho. Lên máy bay con. Đi máy bay. Bye bye. Bye bye cả nhà và các bạn ở Virginia. Linh đi đây. Trên máy bay nôn nóng để gặp ông ngoại bà ngoại. Yeah. Từ cái nhỏ kia. Cái gì? He'll be doing the flying this morning. Once we get airborne, and we're planned at about 5 hours and 15 minutes out to the west coast. Should be a pretty good ride. Mình bay từ Virginia qua Cali, Los, qua sân bay Los là được 6 tiếng. Đây 6 tiếng là con ha. Đây 6 tiếng là tới nơi. Lạy mẹ Fatima, mẹ ni non bao lần, thời gian trần để phiền cho trái tim mẹ. Lòng mẹ thương bao la, tình uý an vô ngần, con dâng mình đền thay tội lỗi muôn dân. Rằng bao sóng gió con lo gì, lòng mẹ thương bao la, tình mũi an vô ngần, con dâng mình đền thay tội lỗi muôn dân. Trần gian trụy xa nhuộm màu vàng đậm